Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Santa Fe thì nó có đến 6 phiên bản cơ. Phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu, mỗi phiên bản nó chia là làm 3 phiên bản. Thì ở chiếc xe hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu quý bạn nhé. Riêng ở máy dầu cũng được chia làm 3 phiên bản: phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp nhất. Thì hôm nay chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là một chiếc xe Hyundai Santa Fe ở cái phiên bản cao cấp nhất quý vị bạn nhé, và máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đã chạy được hơn 4 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 160 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản thôi. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản cao cấp nhất thì chiếc xe này đã được trang bị là full đồ rồi quý bạn nhé. Ở cái phiên bản cao cấp nhất này là hơn cái phiên bản đặc biệt ở cái chỗ là ghế chỉnh điện và có nhớ ghế này, và có sấy ghế và thông ghế nóng lạnh quý bạn nhé. Và có cả head up display tức là hiển thị tốc độ trên kính lái, camera sườn, cảnh báo vượt trên gương. Tức là cái phiên bản cao cấp này thì là phiên bản đầy đủ đồ nhất rồi quý vị và bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2020 phiên bản cao cấp này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc Hyundai Santa Fe này ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp máy dầu 2020 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2020 phiên bản cao cấp máy dầu quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 160 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc Hyundai Santa Fe này của chúng tôi thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.